cái này chát ra luôn nhá. Hôm nay mà điều trị thì mới ổn được chứ không để cái này thì nguy hiểm lắm. Chát luôn luôn là mụn dày đặc. Nó vừa là mụn trứng cá, nó vừa là mụn viêm da kết hợp với nhau. Lưng nó đỡ nhiều lắm chị ạ. Đỡ khủng khiếp luôn. 10 phần cái lưng của nó bây giờ nó sẽ được khoảng tầm 7-8 phần rồi. Ok, rất là ổn luôn. Lưng đỡ lên rất là nhiều. Bây giờ vẫn phải bôi kem với cả dùng các sản phẩm chăm sóc nhé.